Xin chào quý khán giả, quý đầu tư và các nhà môi giới. Mình là Sông, bên Bất Động Sản Nhân Trạch. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người về con đường cây dầu. Lối đi tắt không của riêng ai. Đường cây dầu là một cái đường thuộc xã Phú Hội và xã Long Tăng, bắc ngang qua cái vòng eo chỗ khu vực xã Long Tăng và Phú Hội nhằm đi tắt qua cái eo này. Với mục đích là để chuyển vào vùng trung tâm một cách nhanh hơn. Và vị trí của mình đang đứng là sụt đầu đường của đường cây dầu thuộc xã Long Tăng mọi người nhé. Hôm nay thì mình chia sẻ về con đường cây dầu này để cho mọi người có một cái nhìn thực tế về khu vực nhé. Hey, let's go thôi. Con đường phía trước của đường cây dầu này là con đường Lý Thái Tổ mọi người nhé. Đường này là đường DT769 liên xã của trong huyện Nhân Trạch này. Mình bắt đầu đường cây dầu mọi người nhé. Thì đường cây dầu này với chiều dài là 2 cây số, và lộ giới hiện hữu bây giờ á là tầm 8 đến 10 mét mọi người nhé, và đang trong quá trình mở rộng. Thì tại sao lại gọi là con đường cây dầu? Bởi vì con đường này thì trước đây có rất là nhiều cây dầu, do vậy nên trong quá trình phát triển cũng là vận hành và đưa vào khai thác cây dầu thì giờ thì cây dầu đã hết, nhưng mà cái tên con đường thì vẫn còn lưu giữ đến đời sau. Chia sẻ về con đường cây dầu này thì tại sao lại lối đi tắt không của riêng ai? Bởi vì đối với các xã ở phía đông và đông bắc của huyện Nhân Trạch, như gồm có Phước Thiền và Hiệp Phước và đôi khi là Long Thọ, thì muốn đi lên trung tâm huyện thì phải đi qua xã Phước Thiền và xã Phú Hội và đi tắt qua con đường này mọi người nhé. Con đường này qua huyện thì làm cho cái quãng đường nó ngắn lại là tầm 3 cây số nếu mà mọi người đi theo con đường DT769 qua con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Còn mọi người đi theo con đường cây dầu này thì ban tắt qua cái vòng eo này. Về con đường này thì dài 2 km, trên địa phận xã Phú Hội là tầm 1.6 km và trên địa phận xã Long Tăng là 400 km, 400 m mọi người nhé. Đây, con đường đang mở rộng đấy mọi người. Phía khu vực xã Long Tăng á thì mở rộng hai bên rồi, phía Phú Hội thì đang mở dần một bên trước, thì kéo dài con đường ra là tầm khoảng 16 m á. Kéo dài con đường ra tầm 16 m. Về giá của khu vực này thì do cái địa phận đi qua cái con đường này đi qua cái địa phận này thì nó chưa có phân lô cắt thửa đồ nhiều, chủ yếu là các cái diện tích lớn mọi người nhé. Đa số là bán cây lâu năm là có khoảng 10 triệu một mét, lô là 700-800 m. Còn đối với đất thửa nhỏ thì giá trị lên tới có 20 triệu và hơn lắm mọi người. Đối với đường một sạc thì giá tầm 12 triệu mét thổ cư mọi người nhé. Còn cây lâu năm thì tầm 8-9 triệu. Con đường khá là rộng đúng không mọi người? Ít bữa khi nâng cấp thì con đường này nâng cấp lên. Và bên phía con đường DT769 qua ngay chỗ vòng eo nó thì đang mở các dự án, nhưng mà quá trình tham khảo của đường cây dầu này thì cũng được gọi là bất lợi cho cái dự án, bởi vì con đường này khi mở rộng ra thì
nó sẽ giữ rất là nhiều dư lượng giao thông, và lưu lượng giao thông qua khu vực vòng eo nó sẽ yếu lại, thì đồng thời thì giá của khu vực nó sẽ bị hạ xuống mọi người nhé. Thì khu vực nào càng đông dân, lưu lượng càng lớn thì sẽ có giá thành càng cao. Đấy, đây là tới địa phận xã Long Tân rồi mọi người nhé. Đấy, quay sơ bộ cho mọi người. Tới ngõ ba này là tới đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi mọi người. OK, mình cũng nói sơ lược về con đường Nguyễn Hữu Cảnh cho mọi người biết nhé. Thì đường Nguyễn Hữu Cảnh là lộ giới 47 mét thì đang mở rộng bên bên phía tây phải, còn bên mấy tay trái thì khi mà bên phía tây bãi mở rộng hoàn thiện thì sẽ nâng cấp lên bên phía tay trái mọi người nhé. Tay trái là đường cũ. OK, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mình là Sông Banh Bất Động Sản Nhân Trạch, và mọi thông tin chi tiết về cũng như là hỏi các cái vấn đề về bất động sản nơi đây thì có thể liên hệ với mình qua Zalo 0369 862 268. OK, xin chào mọi người nhé.